Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong 4 khu công nghiệp Đình Chám, Quang Châu, Song Khê Nội Hoàng và Vân Trung từ ngày 28 tháng 5. Kế hoạch đưa 4 khu công nghiệp trên địa bàn trở lại hoạt động của tỉnh Bắc Giang được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, các doanh nghiệp chỉ được sử dụng các lao động đã được cơ quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9 tháng 5 tới nay, có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19. Trong đó, lần gần nhất là một ngày trước thời điểm quay lại doanh nghiệp làm việc. Người lao động được bố trí chỗ ở tại doanh nghiệp hoặc ký túc xá riêng biệt của doanh nghiệp. Người lao động ở bên ngoài nơi cư trú tập trung, không được tiếp xúc cộng đồng. Xét nghiệm tầm soát COVID-19 với toàn bộ người lao động, mỗi lần cách nhau 7 ngày trong tháng đầu tiên hoạt động trở lại. Tháng tiếp theo, mỗi tháng xét nghiệm 50% lao động trước ngày 15 hàng tháng. Giai đoạn 2, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu của tỉnh. Trước đó, tỉnh Bắc Giang quyết định tạm dừng hoạt động của các khu công nghiệp vào ngày 18 tháng 5.